chị đẹp đào giá rẽ sóng mỹ linh vượt lệ quyên hồng nhung để được khen nghệ sĩ nỗ lực bậc nhất sau chị đẹp vượt qua chính mình cũng như các nghệ sĩ lớn tuổi tham gia sau chị đẹp mỹ linh phải vượt qua chính mình khi tham gia các thử thách so với hồng nhung lệ quyên thu phương mỹ linh đang cho thấy sự nỗ lực vượt bậc khi thực hiện nhìn thử thách về chơi nhạc cụ trình diễn vũ đạo sau từng đêm công diễn mỹ linh không chỉ dựa vào giọng hát còn vượt qua giới hạn an toàn và cho thấy một mỹ linh rất khác mỹ linh tiết nộ tham gia show chị đẹp vì cô cảm thấy đây là một chương trình có tính giải trí cao và nhân văn đề cao tình cảm của những người phụ nữ trưởng thành đầu tiên tôi hơi e ngại không dám nhận lời mời tham gia vì ngại phải nhảy vào nhóm vì trước giờ tôi chưa làm điều này tôi có một nhóm các bạn trẻ gắn bó với mình nhiều năm các bạn động viên gửi phiên bản gốc cho tôi tham khảo tôi có hỏi chồng và con gái mỹ anh cả hai đều ủng hộ tôi nên tôi tham gia ban đầu mỹ linh lo no sợ bản thân còn nhiều mặt hạn chế sau đó cô chuyển hướng suy nghĩ tích cực hơn cô mong muốn sự vụng về của bản thân sẽ tạo tiếng cười. Với nỗ lực của bản thân cũng như các thành viên trong nhóm đội của Mỹ Ninh đạt số điểm cao nhất, 335 trên 357 trong công diễn 2. cho nốt thực hiện vũ đạo vì sợ ngã nên Mỹ Linh luôn bám chặt môi, chính đội trưởng Đoan Trang là người giúp Mỹ Ninh khám phá ra giới hạn của bản thân. Không chỉ hát múa mà đội trưởng Đoan Trang còn yêu cầu các thành viên phải chơi nhạc cụ, vì thế mà tiết mục ai cũng có ngày xưa đạt số điểm cao nhất. Nhóm trưởng Mỹ Linh cùng đồng đội đã gây bất ngờ cho người xem trong công diễn một với tiết mục đưa em về nhà. Mỹ Linh buồn và sốc đến mức không xem kết quả của cô trong thời điểm công bố kết quả, loại trừ. Bởi với vai trò trưởng nhóm, Mỹ Linh chịu nhiều áp lực trước đội quá mạnh của trang Pháp. Là một đội trưởng tâm lý, Mỹ Linh không để đàn em có cảm giác tự ti và xuống tinh thần với điểm yếu của mình là vô cổ yếu. Nữ đi va luôn cư xử nhẹ nhàng, học cách tung hứng để đàn em vui vẻ dù trình diễn trên sân khấu hay tập luyện mỹ linh luôn tạo cơ hội nâng đỡ cho giọng hát của các thành viên từ chia câu cô không ngại hát bè cho đàn em chấp nhận nuôi về sau để cả nhóm có tiết mục hoàn hảo nhất chia sẻ về việc giành chiến thắng trước đàn chị trang pháp tâm sự với đôi đội của mỹ linh đã có một tiết mục xuất sắc làm nổi bật từng thành viên khác khoác cho đưa em về nhà một chiếc áo mới sực sỡ và ấn tượng nhiều khán giả để lại bình luận bất ngờ vì sự đáng yêu và hy sinh của cô cho đàn em trong phần hát của đưa em về nhà mẹ linh hầu như nhường hết đất diễn cho đồng đội